Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Daniel số 9 đây. Hôm nay mình tự game NBA Basketball nha các bạn. Hôm nay mình sẽ khám phá sự kiện Monty Master kéo dài trong vòng 4 tuần 2 ngày cũng tầm tháng. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu đây. Các bạn nhấn vào đây để nhận cầu thủ Vince Carter đến từ câu lạc bộ Atlanta Hawks nha bạn. Đây, Vince Carter. Khi các bạn nhận xong rồi nó sẽ mở khóa 3 cái một này cho các bạn. Là khi đánh xong các bạn sẽ nhận được token nha bạn. Rồi để các bạn bạn đổi cái Yeast token đó để lấy cái Vince Carter level cao hơn nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi đầu tiên các bạn. 108 là tối đa. Các bạn phải tìm đúng cái thứ tự ra. Đầu tiên là cái này không phải. Chỉ giữa rồi. Đúng rồi, các bạn phải tìm đúng cái. Rồi 1, 2, 3. Lưu ý là các bạn đi ra trước xong rồi đi qua, đi xong rồi đi xuống dưới xong rồi đi lên nha bạn. Bên này nữa là xong, hình tứ hình bên hành. Một di token thôi, chứ có nhiều đâu. Thế nhưng mà chỉ cần thu thập đủ 5 cái là các bạn sẽ có Vince Carter level 94. Get shooting, này chắc là ném. Ném rổ. Ném rổ. Sút. À từ từ các bạn phải đứng ngay tại chỗ sút nha. Một nơi. Mà cái này cũng dễ thôi mà. Sút. Đứng trong vòng 3 ném thì dễ lắm. Vòng 2 điểm. Lỗi. Carter. Rồi tiếp tục nha bạn. Tiếp tục. Một di token nữa. Rồi cái này là sẽ là Get out and play. Được sẽ nhận được 3 cái token luôn. Vinh vẫn là Vinh Carter. Là mình là đấu với đội bạn. Rồi mình tìm bạn hơi yếu. Khi mà là Evolution Lineup khá là yếu rồi. À bị lỗi thoát game rồi, xin lỗi. Nãy bị thoát game. Trời, mình wifi mình yếu quá. Hôm nay wifi mình yếu quá vậy. Tiếp tục Monthly Master. Rồi 3G token. 3 cái luôn. Rồi, ôi, đúng rồi. May mắn rồi. Đây này chỉ cần đi hai lần ốp rổ thôi thì quá dễ. Hai lần ném rổ thôi. Có khi mình làm chuyện này chưa đến à. Mình làm chuyện này chưa đến à 30 giây.
Rồi 30 giây còn. Rồi xong, còn 7. Gấp thế. Chết rồi. Rồi, chưa đến 30 giây nha. Mới 24 giây thôi. Ba cái Geese token. Rồi mình sẽ mỗi ngày chỉ có thể lên được 3-5 cái thôi bạn. Giờ mình sẽ đi đổi cho bạn xem nè. Đây, các bạn thấy Vince Carter level 91 thì chưa mạnh lắm đâu, nên mình không cần. Đây, các bạn lắp 5 các Geese token vào đây. Đổi Carter 18 với mình. Để mình đọc sơ qua về chỉ số cho. Ném inside shooting là 82, còn ném bên ngoài là 92, phòng thủ là 84, bóng bốc bắt bóng bật bảng là 81, kiến tạo 81, tốc độ 90, agility 86, ném 2 điểm, nói chung là ngay cạnh vòng đó luôn, còn ném 3 điểm 90 điểm trong cái vòng bên trong á. Vòng bên trong cái vòng 2 điểm á, khu ốc đổ á là 93, post shot 65, cú ném rồi như khác chặn như là post shot, đâng ốc rổ 95, scoring with contact 97, on ball defense 92, chặn 82, cướp bóng 82, đi bóng 87, tỷ lệ chuyền chính xác 86, contested shoot trong lúc bị chặn á là 90, offensive rebounding. Đây là cái gì là bắt bóng một bản khi tấn công, còn defending rebounding là bắt bóng một bản khi phòng thủ các bạn. Giờ mình sẽ đổi đây. Bây giờ nói về sự kiện này cũng ngắn gọn thôi. Các bạn ngoài việc các bạn còn có thể kiếm cái mảnh này hao để có thể nhận cái Geese token nha bạn. Giờ đổi thành nào luôn. Molly Master. Rồi, video của mình ở đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy video hãy nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình. Ok, bye bye, tạm biệt mọi người.